xe bánh, xe nước ngọt, xe trái cây, sẵn sàng phục vụ. Hộp gà nướng, hộp vịt lộn, hộp vịt giữa, trứng cút lộn, bắp xào, vịt lộn xào be đây. Dẫn cô chú anh chị và bạn chúng ta đi cập nhật vài hình ảnh ở Sài Gòn trước ngày trước giờ bắn pháo hoa. Không biết ở các tỉnh khác thì như thế nào, chứ ở Sài Gòn mấy ngày này đông lắm. Cô bán nước ngọt này, coi coi có nước ngọt gì lạ hay không. Heineken bình 5 lít nè. Bên trong bán nước ngọt nữa nè. Sạp chí xương à, các bạn trẻ ngồi chờ nè, chờ tới giờ bắn pháo hoa và tranh nhau những cái chỗ đẹp để xem chương trình cho nó rõ. Những ngày này những cái shop Cycle K đồ rất là đông luôn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Và hôm nay Sài Gòn bây giờ là 6 giờ 18 giờ chiều và ngày 31 tháng 12 2019. Và chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì thế giới sẽ bước sang năm mới 2020. Và hôm nay nhân cái bữa đi làm về cũng sớm rồi, thấy không khí Sài Gòn cũng náo nhiệt. Sẵn đây em cũng cập nhật vài hình ảnh ở vài địa điểm ở trung tâm Sài Gòn gửi các anh chị và các bạn xem, để mình thấy được cái hình ảnh của Sài Gòn trước giờ giao thừa như thế nào ha. Và chúng ta có mặt ở đây là chợ Bến Thành, cổng cửa Nam chợ Bến Thành, và hướng bên đây là trục đường đại lộ Lê Lợi nè, đi thẳng ra Nguyễn Huệ, Tự Do. Và ngày hôm nay có công trường rồi nên con đường cũng hơi tối. Và mình nhìn qua đây đó là công trường Quách Thị Trang. Và ngày hôm nay là đang làm cái tuyến tàu điện vẫn chưa có xong ha. Mình nhìn qua bên đây là khu dân sinh, đường Phó Đức Chính, nhà của chú Quả. Và còn đây là trục đường Lê Lợi. Chúng ta sẽ đi thẳng
đến Nguyễn Huệ luôn nè. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đi một đoạn ngắn đó. Ở đó có cụ cụ già lúc nào cũng ngồi ở đó gửi chú phụ chúc đỉnh cho cụ vui. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Và hôm nay Sài Gòn rất là náo nhiệt nè, đường xá mình thấy rất là đông đúc, rồi xe cộ rất là nhiều luôn. Lúc nãy thì em định chạy xe đi một vòng rồi, nhưng mà thấy kẹt xe quá, đông đúc quá, nên thành ra thôi đi bộ. Đi bộ để ghi vài hình ảnh gửi bà con bác xem chơi cho vui. Thường thì ngày giao thừa ở Sài Gòn mọi người vẫn đi làm bình thường, rồi khi mà nếu mà ai về sớm thì sẽ chọn cho mình một cái địa điểm thích hợp để ngắm pháo hoa, rồi các lễ hội ở ở các điểm như là Nguyễn Huệ hoặc là nhà thờ Đức Bà, thì cũng có rất là nhiều hoạt động ở các khu trung tâm Sài Gòn này. Đó. Thì đa phần là các anh chị chọn cái vị trí như là ở quận 2 để nhìn ngắm pháo bông cho nó rõ hơn, thì bắn pháo bông ở tầm cao ở vị trí tòa nhà Bitexco đó, tòa nhà 68 tầng. Đó, mình thấy thế này xe cộ đông đúc ghê chưa. Và ngày mai thì được nghỉ nên thành ra bà con đi chơi thông thả thoải mái suốt đêm luôn. Bọn ta có mặt ở đây là tòa nhà Sài Gòn Center, siêu thị Takashimaya của Nhật này. Đẹp đây chưa. Đây là trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đi thẳng ra Hàm Nghi, ra bến bến Trương Dương, cầu Móng. Trung tâm mua sắm Sài Gòn quá em. Rất là đông đúc các du khách. Bữa nay cũng là cơ hội bán buôn cho các anh chị bán xe đẩy gánh hàng rong nè. Tại vì bữa nay thì tập trung rất nhiều khách ở ngoài trung tâm Sài Gòn này trong cái sự kiện ánh sáng, lễ hội ánh sáng trong đêm giao thừa này. Mình thấy ở đây có xe bắp nè. Phải chạy nhà tắm cái lấy đồ nữa. Rồi đây gánh gánh gỏi cuốn.
À, vào ngoài đường mình thấy hình ảnh thấy quải chưa? Quá trời luôn. Xe máy, xe buýt, rồi xe đạp, rồi có xe đẩy nữa nè, nó xe điện nữa nè. À, mình sẽ đi một vòng ra chợ cũ chơi ha, để xem ngoài chợ cũ hôm nay như thế nào. Và đây là giao lộ Huỳnh Thúc Kháng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phía bên kia là khách sạn Hải Vân nè, bữa em có đi ngang đó, và chắc nay mai thì em sẽ vô đó review, giới thiệu vài phòng để cô chú anh chị tham khảo chơi ha. Có dịp thì chúng ta sẽ về đây và đặt phòng cho nó tiện. Em cũng có liên hệ ở đó rồi, do mấy hôm nay cuối năm nên thành ra rất là nhiều việc. Hôm nay đi làm về 6 giờ, là nói chung là cũng hơi sớm đó, nên thành ra cũng dẫn cô chú anh chị và bạn chúng ta đi cập nhật vài hình ảnh ở Sài Gòn trước ngày trước giờ bắn pháo hoa. Không biết ở các tỉnh khác thì như thế nào ha, chứ ở Sài Gòn mấy ngày này đông lắm, bây giờ không qua đường được luôn. Gặp chỗ này không có đèn đỏ nữa chứ. Chắc là qua đại thôi. Qua qua cho qua cho qua rồi, qua được rồi. Thường ở Sài Gòn mấy ngày này gia đình em thường thì ở nhà thôi, ở nhà ăn uống rồi coi tivi, ít có đi ra ngoài. Bởi vì như các anh chị thấy đó, đường xá thì rất là đông, khói bụi chen lấn mệt lắm. Ở nhà mình coi tivi, những cái chương trình lớn thì nó cũng có trực tiếp hết rồi. Ở đây là món gì đây? Lúc trước ở đây là quán thích bò, nhưng bây giờ thành quán gà nướng Hàn Quốc rồi. Thích bò của Thu Trang Tiến Lục đó ha. Mình nhìn qua đây là trường kỹ thuật, trường cao đẳng Cao Thắng nè. Đúng bạn. Không biết cô chú anh chị nhìn có rõ hay không? Đó, Sài Gòn về đêm. Bình thường thì cũng náo nhiệt rồi, nhưng mà trong những ngày cuối năm thế này còn náo nhiệt hơn nữa. Giờ này thì chợ Bến Thành vẫn chưa có dọn ra, tầm khoảng 7 giờ mới dọn ra bán. Mình thấy cơm bình dân nè, bún riêu. Hôm nay thì người thì đi chơi, người thì buôn bán, người thì đi quay phim, đi dạo một vòng nè. Thì thấy ở Sài Gòn náo nhiệt chưa? Và đây là giao lộ Huỳnh Thúc Kháng và Pasteur nè. Thẳng hướng này chúng ta sẽ ra Hàm Nghi. Ở đây thì có gánh
gánh bán bánh tráng trộn, rồi ổi, cóc, xoài. Ở đây có xe cà ri, cà ri gà. Rồi chúng ta sẽ qua đường tiếp tục. Để thấy những xe đồ ăn này thì cũng hơi đói bụng, nhưng mà để quay phim xong rồi tính ha. Ở nhà thì cũng có đồ ăn má nấu rồi, nên thật ra đi dạo một vòng rồi đổ mồ hôi về tắm rửa ăn cơm. Thôi lên đó. Sau video clip này thì Sài Gòn sẽ ngày mai Sài Gòn sẽ rất là vắng lặng, bằng trái ngược những người ảnh của ngày hôm nay. Nếu mà ngày mai em rảnh thì sẽ quay một vòng cho bà con xem nha, để mình xem hôm nay như thế này và ngày mai như thế nào. Và cái khúc Quỳnh Thúc Kháng này ngày xưa bán rất nhiều đồ kim khí điện máy như tivi, cassette, đầu đĩa được đó. Nhưng mà bây giờ thì ít rồi. Đa phần là bán camera. Giờ mình nhìn thấy bên kia nè. Những cửa hàng camera Sony rồi rất là nhiều. Đa phần là camera thôi. Ngoài Sài Gòn người đông ghê chưa, không có chỗ đứng luôn á. Đây những anh chị chuẩn bị bán nước nè, bán nước, bán đồ ăn, bánh tráng trộn. Hôm ta qua đường nha. Thường thì chợ cũ giờ này rất là đông. Thì bán thịt cá rồi đó, cho những người đi làm về tiện đường đi ngang chợ cũ mua luôn. Nhưng mà ở đây đa phần là du khách, lúc nào cũng có du khách đi ngang hết. Bây giờ các anh chị bán nước là chuẩn bị dọn ra ngoài những cái điểm mà gần bán pháo bông nè. Sạp nước ngọt. Cơm bò lúc lắc. Cô bán nước ngọt. Này coi có nước ngọt gì lạ hay không. Heineken bình 5 lít nè. Bên trong bán nước ngọt nữa nè. Sạp Chí Sương. Thank you.
cũng không đông lắm. Mọi ngày thì giờ này là giờ rất đông, nhưng mà hôm nay chắc có lẽ mọi người tập trung ở ngoài Nguyễn Huệ hết rồi. Đi ăn luôn á, ăn cái đã xè luôn. Kéo có hai thùng mới vô thôi. Đi ăn quá trời. À, chúng ta ghé mua bánh đi ha. À, mua bánh bánh in. Bánh này là bánh gì hả chị? Bao nhiêu một cái? 6.000. Chị lấy em ổn cái này nó giống nhau luôn hả? À, chị lấy em ba cái này hai, mỗi loại 1, 2, 3 loại, mỗi loại hai cái đi. Bánh dài đó luôn. À đúng rồi. Dài là 7.000. Bánh này nhà chị tự làm hả? Để cho tụi nó nhập giống như đôi ăn đồ lắm á. Không có chơi đẹp chứ không đúng đâu. Còn bánh này chị làm hay là chị lấy? Làm luôn. Quen nhiêu tiền? À, này làm công phu nha. Ô này là bánh gì? Bánh này là bánh không nhiều quá, có nhân đậu dừa thơm. À. Ba có nhân. Bánh này đi, bánh này để lâu được. Bánh nào cũng lại lâu được đó. Ồ vậy hả? Bánh này lại một tuần lễ. À vậy hả? Đúng không? Anh đánh loạn đúng không? Của em nhiêu tiền? Đủ không? 38. 38. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Tại hồi nhỏ cũng hay ăn bánh in này. Bây giờ ăn lại nhớ lại ký ức tuổi thơ. Bây giờ thì các anh chị chuẩn bị dọn hàng vô rồi. Quá trời hàng. Nước ngọt nè. Cà phê, dầu ăn, đường, muối. Súng. Chúng ta nhập hàng về chuẩn bị bán Tết đó. Cô bán xôi thần thánh một thời mà các YouTuber hay quay nè. Xôi xôi sù riêng. Đây là quầy rau cải nè. Cô này bán lúc nào cũng còn thấy rất là nhiều rau cải, rất là nhiều đủ loại hết, ớt chuông rồi cà tím. Bên đây thì sạp trái cây nè. Sạp trái cây của cô nè. Nhớ không? Đang bán gì nữa không? Wow.
rồi mình ở đây là đường Hàm Nghi rồi nè. Chút xíu nữa thôi là những cái xe cá viên chiên này nè sẽ bán rất là nhiều ở các khu như là Nguyễn Huệ rồi Tôn Đức Thắng nè. Đó, xe cá viên chiên để phục vụ cho các du khách rồi các anh chị đi coi pháo hoa đó. Đó, mình qua đây mình cập nhật tiếp ha. À, tiếp tục mình qua bên đây là đường Hàm Nghi nè, ngay tiệm bánh Như Lan nè. Sao em ơi? Thấy mà anh ơi. Để mình ra khu này coi náo nhiệt cỡ nào nha. Mấy ngày này thì các shop ngoài đây bán rất là nhiều quà biếu, quà tặng đó. Người ta gói sẵn cho mình luôn. Mình chọn món gì thì người ta sẽ gói vô một cái phần quà vậy đó. Đó, tiệm bánh Như Lan nè. Lớn nhất Sài Gòn. Chỉ có chỗ này mới là đông nhất thôi. Chỗ này cũng là đất vàng luôn. Đó, mình nhìn qua đây nè, đông ghê chưa? Đó, những xe nước ngọt lưu động nè. Khu vực này là đông nhất nè, chúng ta đi ra chỗ tòa nhà 68 tầng để mình nhìn xem nè. Đây là đường Võ Duy Huy Sài Gòn và ngày nay là Hồ Tùng Mậu. Rất nhiều người mua vé lên lên tòa nhà Vitexco 68 tầng này để xem pháo hoa đó. Nhưng mà không có đủ chỗ đâu. Phải đi sớm. Có người check in mua chỗ từ lúc 12 giờ trưa. Bây giờ là mua không có chỗ. Những xe bánh, xe nước ngọt, xe trái cây sẵn sàng phục vụ. Rồi em tạm ngưng nha, hồi xíu nữa có gì mới ta chia sẻ. Và tiếp tục chúng ta có mặt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Không khí trước giờ bắn pháo bông nè. Rất là nhiều bạn trẻ, rất là nhiều du khách tập trung ở đây. Thấy đông người chưa?
và những xe chuyên dụng, rất nhiều máy quay chuẩn bị truyền hình trực tiếp chương trình giao thừa cuối năm. Làm việc cho những cái sự kiện rất là đông. Mày kêu mày nước kìa, hỏi thằng pháo sáng đâu mà qua. Tao là 222. Các bạn trẻ ngồi chờ nè, chờ tới giờ bắn pháo hoa và tranh nhau những cái chỗ đẹp để xem chương trình cho nó rõ. Những ngày này những cái shop cycle K rồi rất là đông luôn. Ngập bóng người luôn. Những cái xe chuyên dụng của đài truyền hình nè, HTV nè. Những hình ảnh này chúng ta thấy rất là trái ngược với hình ảnh ở chợ cũ nè. Quá trời. Quá mày giàu lắm mày. Bên đây dưới này. Cái nhà nó đẹp quá kìa. Đồng ghê chưa? Đây là gì có? Rồi, một số hình ảnh ở chợ cũ và phố đi bộ Nguyễn Huệ gửi cô chú anh chị và các bạn. Một số hình ảnh trước giờ giao thừa ở Sài Gòn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rồi, bye bye anh chị và các bạn.